thì các bạn làm thì bao giờ nó cũng có cái độ nông độ sâu này. Các bạn nhìn cái máy này tùy, đây là vi này, chữ depth này. Bấm vào đây thì nó sẽ to lên này, thấy không? Zoom này, không zoom nó khác. Đây chỉ còn nông sâu thôi. Đấy, zoom mắc đi thì sẽ nó khác. Đấy, thấy không? Đấy, nông sâu. Thế thì giống như ví dụ như các bạn đặt đây, tôi nói ví dụ như cái này nhá. Các bạn mà cho độ nông nó nông ấy, các bạn nhìn nó cũng thô xịch chưa, thấy không? Và các bạn cho nó nhỏ này, để giống người thật cho các bạn thử xem. Đấy, nó mịn không? Vì vậy nhìn cái này mình không thể nói được cái này là mịn hay không mịn được cả. Mà chúng ta phải dựa cái tĩnh mạch trong gan. Đấy, cái đường này, đấy, cái bờ này, có còn rõ hay không nhá. Thế khi cầm siêu âm ấy, thì bao giờ đây cũng là trên, đây là dưới, là cắt dọc. Đây là nông, đây là sâu. Cắt ngang này, xoay ngược chiều kim đồng hồ này. Bên này phải là bên phải, bên này là bên trái. Thế không bao giờ được làm bên này. Gan lại sang bên trái này, được. Bạn sang. Đấy, cắt bao giờ xoay ngược, cắt dọc cái này xoay ngược chiều kim đồng hồ này. Đấy. Thế các bạn nhìn đây nhá. Thế cắt lớp này. Đấy là cắt gan trái nhá, các bạn cắt này. Động mạch chủ này, thấy không? Tức động mạch mà trong trên là thân tạng này, động mạch chủ đây, đo đây. Đây, tụy này, dạ dày đây, hơi đấy, cái dạ dày đây. Đấy. Tụy nha, gan trái nha, xong rồi. Thế không khi người ta cắt vào là người ta đẩy hết sang bên này, nhìn để hết sang gan trái xem. Đấy, cái dạ dày đấy, hết này. Xong xoay đầu giò này, các bạn nhìn tay này. Đấy, người ta làm rất nhanh từ trên xuống dưới này đẩy này. Đấy, cắt ngang hết này xong rồi ta kéo sang này. Đấy. Kéo sang nhá. Đấy, sang cái này cắt dần để tĩnh mạch chủ này. Đấy, tĩnh mạch chủ thì đây. À, đấy, hạp thì một nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Đấy, tĩnh mạch chủ này thì đây tụy này, đây là phần tá tràng. Đấy, sang là túi mật này. Đấy, túi mật nhá. Đấy. Đấy, túi mật này thì bạn đo gan phải, tôi sẽ cắt cho bạn không ạ. Đây đường giữa đòn đây. Cắt này. Đây, thấy một chút chút của thận này. Cái tĩnh mạch cửa này, cái tĩnh mạch cửa này nó làm mô hình đây, nó đây rồi. Hơi khó. Đây, gọi như này. Cắt như này là được, các bạn đòn. Đây. Đó, bình thường bọn tôi quen thì bọn tôi cũng định vị được cái này, nhưng mà nếu như bình thường ra các bạn làm các bạn cũng chẳng cần đo đâu. Nếu bạn thấy nó bình thường thì tốt. Còn nếu mà đã đo thì phải đo cho nó chuẩn. Đấy. Đấy. Cái kích thước có thể làm cho tay đấy, cái còn gan trái này. Nha. Đây bây giờ tôi cần mình thấy cái vòng hoành nó sẽ như này đúng không? Đây, như này đúng không? Rồi em cắt hết thì mình để đây là cửa chấp nhận được. Đấy, xong rồi em chia đôi. Chia đôi đừng là kẻ vuông góc. Đấy. Đấy, kẻ vuông góc. Cái gàn trái này hơi dày một chút. Ở mô hình người ta làm nó như là cái số đo chuẩn hoặc là đúng người ta này chuẩn chuẩn đấy. Các quận ngược này các bạn nhìn này. Đấy, 3 tiếng mạch trên gan thấy không? Mình tay tỏ đấy thì các bạn đếm này. 1 này, 2 3 toàn bộ đây là 4 5 6 7 8 vấn đề là nhá. Đấy, 3 tiếng mạch trên gan này là rất là khó. Tôi sẽ cắt cái đó. Cái này nó không phở nó rõ các bạn, tôi sẽ kẻ kẻ các bạn nhìn như thế. Không không xin đây xin đây. Tôi sẽ để các bạn này đây là cái mạch trên gan phải nhá, các bạn nhìn đây thì mạch trên gan giữa nhá, đây là mạch trên gan trái nhá, đúng không? Ta vào gan các bạn đánh lên số này, comment rồi comment rồi comment rồi đây đây tôi coi như đây là một nhá, các bạn nhớ nhá.
chưa? Ngoài sơn này là làm tốt được cái nước chung. Tạo sang này đấy, cái phật này, cái phật tủy này, đấy, cắt sang đây. Thì mỗi tùy mà cắt cái chỗ gan ấy, các bạn đã cắt cái xương sườn này, bạn check 45 độ thế ạ. Cái toàn bộ tủy cửa này. Cái túi mật bao giờ người ta đo ở cái thành trước thì nhé, nhưng bao giờ đo ở thành sau. Đây để đo cái thành túi mật đi. Dưới 40 mét rồi. Còn nếu mà bạn đo dưới này bạn sẽ không xác định được ở dưới. Thì đừng bao giờ đo như thế. Cho tưởng ra đến. Ví dụ bạn nhìn người ta làm cái tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa thấy cái thành nó rõ không? Đấy, còn tĩnh mạch trên gan này. Đấy, thấy không? Hầu như là không, mình không nhìn thấy thành, không nhìn thấy. Ví dụ còn nếu mà